chuyện cổ tích sự tích ông bình vôi ngày xưa có một người con gái con một nhà giàu có cô rất đẹp nhưng cũng rất kiêu cô đã từng làm cho các bạn gái xa lánh mình cô làm cho các chàng trai ghét cô vô hạn cũng vì thế đến tuổi lấy chồng cô gái vẫn chưa có đám nào vừa ý chàng trai nào cũng bị cô sổ toẹt vì cao chê ngọng, thấp chê lùn lớn chê béo trục béo tròn gầy chê xương sống xương sườn bày ra nhưng rồi cô cũng lấy được chồng chồng cô yêu vợ nhưng lại bực mình vì thói ghen của vợ. Cô ghen chồng làm cho xóm giềng luôn cau mặt vì những lời qua tiếng lại của họ. Cuối cùng hai người không vừa ý nhau và ly dị. Buồn bực vì duyên phận, cô bỏ đi tu. Cô xuất ra ở một ngôi chùa cổ trên núi suốt 20 năm. Những con chim, con thú rừng hầu như quen thuộc bóng dáng của người sư nữ. 20 năm qua, cô vẫn chưa đắc đạo. Cô thắc mắc vì tự cho mình thông kinh kệ hơn người và chịu đủ mọi sự khổ hạnh của nhà triền một ngày kia cô quyết định sang tây trúc một phen để tìm cho ra lẽ đường sang tây trúc thiên nguy vạn hiểm nhưng cô quyết định đi cho bằng được một hôm sau khi vượt qua một trái núi sư nữ tìm vào một ngôi nhà hẻo lánh dọc đường để nghỉ chân hai mẹ con chủ nhân tuy người rừng núi quê mùa nhưng vốn là kẻ ăn chay niệm phật nên thấy khách là nhà tu hành thì tiếp đãi rất hậu khi được nghe kể công trình tu luyện của sư nữ họ càng cung kính coi như bậc thầy và khi biết rõ ý định của sư nữ thì họ cũng xin phép bỏ nhà bỏ cửa đi theo thầy để mong được đắc dạo. Nghe họ câu khẩn, sư nữ cười. Hai mẹ con nhà này cũng muốn thành Phật ư. Được, cứ đi theo ta. Nhưng bụng nàng bảo dạ, chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa làm mảnh chính vứt ngoài bờ tre. Từ hôm đó nhà sư có thêm hai người bạn đồng hành. Chân bớt mỏi, đường bớt dài, họ đi trả mấy chốc đã tới đất thánh. Từ trước đến sau, hai mẹ con nhà nọ vẫn cung kính coi sư nữ như thầy còn sư nữ đối với họ không được như trước không biết chừng họ được thành phật trước ta họ sẽ hơn ta bọn này mà đắc đạo thật là một điều nhục cho thiền môn nói chuyện đức phật khi vừa nghe tin có người tìm đường đến tây chúc cầu đạo vội hóa thân đi theo dõi từ đầu đến cuối đức phật vẫn không bỏ sót một lời nói một cử chỉ nào của sư nữ khi họ sắp qua một con sông rộng Đức Phật hóa phép hiện ra ở bên kia bờ một tòa cổ tự, trước cửa có một cây bồ đề rất lớn, để chờ họ. Muốn cho hai mẹ con khỏi léo đéo theo mình đến đất thánh, nên khi qua sông Sư Nữ giả dạ cách ngạc nhiên, chỉ ngôi chùa và ngôi đền mà bảo rằng, kìa, chúng ta đã tới Tây Trúc, chóng thật, chính là cây bồ đề của Đức Thế Tôn tu luyện ngày xưa. Thôi, hai mẹ con cứ việc trèo lên một cành cao niệm kinh rồi buông tay rơi xuống là tức khắc thành Phật tin tưởng ở lời nói của bậc thầy hai mẹ con mừng rỡ làm theo không chút ngần ngại nhưng khi họ buông tay cho người rơi xuống thì đức phật đã đón họ đưa lên trời có bốn vị la hán mang tòa sen đến rước đi tay hai mẹ con vẫy vẫy như có ý gọi người bạn đồng hành đúng là họ thành phật rồi sư nữ vừa kinh ngạc vừa mừng vội trèo lên cây để làm như họ và để mong được như họ nhưng đức phật đã có ý trừng phạt người đàn bà kiêu ngạo và độc ác ấy một cách đích đáng nên đã để cho cái xác rơi phịch xuống đất tang xương vỡ sọ và sau đó đức phật lại bắt con người khốn nạn ấy hóa thành bình vôi tại sao lại cho hóa thành bình vôi có người bảo chính là đức phật muốn bắt những kẻ trong lòng bất nhân nhưng lại đeo bộ dạng từ bi phải để cho người đời luôn luôn móc ruột một chuyện khác nhiều tính chất phật thoại cũng nói về sự tích ông bình vôi có một anh ăn trộm từng sống bao nhiêu năm với nghề hắn ta không vợ con ra sản chỉ độc có một túp lều bên cạnh đường cái một hôm có cặp vợ chồng người ăn mày qua đó xin chú chân. Hắn cho họ ở lại và sau đó hắn thấy chồng bảo vợ, hôm nay không xin được tí gì cả. Gần đây có một nương khoai, chờ đến tối tôi sẽ đào trộm về ăn. Vợ can chồng, thôi đi ông. Chỉ vì kiếp trước chúng ta ăn ở thất đức nên mới như thế này. Có lẽ nào phạm thêm vào cho nặng tội kiếp sau. Tôi thả chết không ăn trộm. Người ăn trộm nghe chuyện bỗng dưng hối hận. Cuối cùng hắn giao tất cả nhà cửa cho hai vợ chồng người ăn mày rồi bỏ đi hắn tìm đến một ngôi chùa trên núi cao xin hòa thượng cho cạo đầu tu hành. Người ta giao cho hắn công việc nấu ăn, một bữa phải nấu từ tinh xương và một bữa từ chiều. Phần sự của hắn là giữ lửa không được để tắt, vì một lần tắt lửa thì lại phải xuống núi xin về, cách xa hàng bao nhiêu dặm. Từ lúc nhận việc nhà chùa, hắn tỏ ra chu đáo lạ thường, chưa có bữa nào để lửa tắt. Một sư bác trên chùa ghét chú tiểu mới, bèn chờ một hôm tiểu ta ngủ say, tưới tắt lửa nhấm ở bếp. Gần sáng, chú tiểu dậy thấy không còn lửa nghĩ đến phận sự vội vã ba chân bốn cẳng vượt mấy khu rừng tìm xuống làng xin lửa giữa đường hắn gặp một con cọp già đòi ăn thịt tôi vui lòng để ngài xơi thịt hắn nói nhưng hãy cho tôi chạy xuống làng xin lửa cho nhà chùa rồi tôi sẽ tới nộp mạng cọp bằng lòng để cho đi khi đưa được lửa về hắn kể sự tình và xin phép hòa thượng cho đi nộp mình cho cọp đến nơi cọp bảo tao già rồi răng đã dụng hết mà xương của mày cứng khó nhai vậy mày hãy trèo lên cây kia buông mình rơi xuống cho gãy xương, tao mới ăn được. Hắn vâng lời cọp, nhưng khi buông tay thì Đức Phật đã đón sẵn rước lên trời, độ cho thành Phật, tức là Phật nhiên đăng. Vị sư bác kia thấy chú tiểu chỉ bằng vài hành động đơn giản mà được thành chính quả thì cũng muốn được như thế. Hắn bèn xin phép hòa thượng cho mình ra đường việc nấu ăn và giữ lửa. Thế rồi một hôm hắn cũng giả tảng để cho lửa tắt, rồi cũng chạy xuống núi xin lửa. Và hắn cũng gặp cọp, cũng khất cọp xin đưa lửa về cho nhà chùa dùng rồi sau đó sẽ xin nộp mình nhưng đức phật vốn hiểu rõ những việc làm của hắn xuất phát từ tấm lòng không thực nên khi hắn trèo lên cây và buông tay thì phật lập tức bắt hắn hóa thành bình vôi một dị bản của chuyện trên cũng là một phật thoại là sự tích cái ống nhổ ở đây cũng có hai nhân vật chính là chú tiểu và sư bác chú tiểu mới đi tu nhưng rất chăm chỉ biết lo lắng làm tròn chức trách thấy lửa ở đống nhấm tắt kỳ thực là do sư bác ghen tị phu nước cho tắt. Tiểu không nề hiểm nguy chạy xuống núi vào lúc mở sáng để có lửa về kịp nấu ăn cho nhà chùa. Phật hiện ra với chẳng mạo một ông già khuyên can chú Tiểu đừng đi, nhưng thấy chú cương quyết đi, bèn bảo chú trèo lên cây buông tay xuống, sẽ có kẻ đưa đi an toàn. Quả nhiên chú Tiểu buông tay rơi đúng trên lưng một con muông, nó đưa chú xuống làng, rồi sau khi xin được lửa lại đưa về vô sự. Sư bác vốn không phải là chân tu, nhưng thấy chú Tiểu gặp Phật, cũng muốn được như vậy, bèn cũng xin ra làm công việc nấu ăn và giữ lửa. Sau đó hắn đã để tắt lửa và cũng được gặp Phật. Nhưng khi buông tay thì Phật đã bắt hắn hóa thành cái ống nhổ, miệng luôn luôn há ra cho người ta khạc nhổ vào, để tỏ lòng khinh bỉ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nguồn siêu tầm Các bạn thấy hay xin hãy like và đăng ký kênh giúp mình để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video về chuyện đọc có ý nghĩa hơn nhé. Trân trọng. Khi tôi biết đến Phật Pháp Tôi tên Trương Lập Hoa Năm nay 65 tuổi Là công nhân đã nghỉ hưu Tôi sinh ra trong xã hội cũ Lớn lên trong chế độ mới Từ lúc bắt đầu học đến nay Tôi toàn hấp thụ nền giáo dục vô thần Nên suốt nửa thế kỷ qua Có thể khẳng định đầu óc tôi Rặt toàn thuyết vô thần mà thôi Thời thanh niên Ngoài giờ học tập công tác Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết nội dung phù phiếm có một số sách nhắc đến nhân quả nhưng các điều trong sách nói toàn là những chuyện xa xưa cũ rích từ mấy trăm năm thậm chí cả ngàn năm trước tuy có đạo lý nhưng không chỗ khảo chứng nên chẳng khơi gợi được sự chú trọng của tôi về nhân quả năm nay tôi và người bạn già may mắn bước vào cõi thuần khiết chân thật số là những bạn già chúng tôi thường vào qua viên dạo mát nghỉ ngơi có một bà hội trương Chúng tôi gọi là trương cư sĩ Thường kể cho mọi người nghe các câu chuyện liên quan tới nhân quả Tôi cũng có nghe bạn đời của tôi nhắc đến vụ này Nhưng trước đó chẳng thèm lưu tâm Tháng bà năm nay Tôi dạo qua duyên chơi Tình cờ gặp trương cư sĩ kể chuyện cho mọi người nghe Ngẫu nhiên tôi biến thành thính chúng Nghe một hồi Mới biết những chuyện thiệt ác nhân quả báo ứng này Điều là chuyện thật người thật ngay trong hiện đời Sau khi trương cư sĩ nghe tôi kể chuyện bệnh khổ của mình rồi á Bà liền tặng cho tôi cuốn báo ứng hiện đời Cuốn sách này đã phá tan cơ mê dài suốt mấy mươi năm của tôi Giúp tôi tỉnh ngộ Những gì hòa thượng diệu pháp giảng giải Khai thị trong sách Thật là bất khả tư nghị Các chứng bệnh của các nhân vật trong sách Được hòa thượng phá giải Nêu lên rất thật Không gì mà không do sát sinh không gì mà không do báo ứng nhân quả. Vì ham ăn ngon sướng miệng mà tạo thành nghiệp ác. Trong sách kể rằng, hầm thịt nấu dịch thỏa cơn thèm. Nào biết chúng chết không can tâm. Nhà bếp biến thành nơi thảm sát. Mổ bụng phanh tay lên núi đao. Và chuyện nấu xào nướng quay hầm riêng. Chính là đang hành tội loài vật bất hạnh sớm muộn gì cũng bị báo ứng tôi bị bệnh tiểu đường đã 17 năm, dẫn đến tay chân bị đơ cứng, võng mạc thị lực biến chứng. Đi khám các bệnh viện lớn, bác sĩ chẩn đoán. Mắt phải hết thấy, thị lực mắt trái chỉ còn một phần mười. Tầm nhìn cực kỳ suy. Tôi rất sợ, bàng hoàng, khổ tâm khôn xiết. Bởi vì một khi mắt trái không thấy nữa, thì chẳng phải tôi thành kẻ mù hay sao? Hồi xưa tôi luôn cho rằng ăn thịt sẽ giúp thân khỏe mạnh. Thật là quá lầm, quá sai. Nhờ cuốn báo ứng hiện đời mà tôi được khai thị, tôi quyết tâm. Ngay đây thực hành thể nghiệm, đổi mới cuộc sống. Tôi phát thệ, từ nay vĩnh viễn không sát sinh, không ăn mặn, không ăn bất cứ thịt loài vật nào và trong lòng thường hướng về những chúng sinh đã bị mình ăn thành tâm sám hối. Niệm Phật hồi hướng phúc cho chúng Từ tháng 3 đến tháng 6 năm nay Tính ra hơn 3 tháng Kỳ tích đã xuất hiện Tôi không tốn một xu nào đi bệnh viện Nhưng bây giờ Thì lực mắt trái đã khôi phục bình thường như xưa Nếu như tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay Chiếu theo bệnh tình phát triển suy như thế đó Thì mắt trái tôi chắc chắn phải mù Nhưng do tôi biết khởi tâm sám hối ăn chay tu tập Kỳ tích đã xuất hiện Ôi Là Phật Và Hòa Thượng Diệu Pháp đã ban cho tôi ánh sáng Tôi thật tri ân Cảm phục vô cùng Tháng 6 năm nay Qua giới thiệu tôi may mắn được gặp tác giả Quả Khanh Và còn tận mắt gặp một số nhân vật được kể trong sách Những giai chính trong các câu chuyện như Thai nhi ưa nghe kinh địa tạng Trì giới niệm Phật được lợi ích Tình cảm thiên địa Các vị này ngồi sát cạnh tôi cũng nghe cư sĩ Quả Khanh giảng pháp, sao không khiến tôi tâm phục khẩu phục được? Bây giờ tôi đã thọ trì ngũ giới và ăn chay. Tôi và bạn đời đều đã quy y Phật môn. Những năm tháng còn lại của chúng tôi là học Phật, niệm Phật, trở thành một đệ tử Phật thiện lành đúng nghĩa, làm những cư sĩ tại gia tu tập chân chính, đây mới thật là phúc báo cho chúng tôi. Quả Khanh phụ chú Vào tháng 12 Lúc gặp lại tôi, cư sĩ Trương Lập Hoa đã thay đổi tốt, hoàn toàn khác hẳn. Chứng bệnh tiểu đường đã lành và không còn dùng bất kỳ thuốc nào. Trong Mạt pháp có chánh pháp?" Hỏi. "Trong thời kỳ Mạt pháp, người giảng tà pháp quá nhiều, kẻ không tuân thủ giới luật càng nhiều hơn, có phải là Phật pháp kể từ đây sẽ càng ngày suy vi, phá không nổi chăng?" Đáp: không phải vậy Theo như tôi biết Thì bất kể giới xuất gia hay tại gia Đều có nhiều người âm thầm tu hành Tôi không tiện bàn về người xuất gia Chỉ có thể đem những câu chuyện cư sĩ Tại gia tu hành thực tế Kể cho bạn nghe Trong báo ứng hiện đời tập 1 Tôi đã lượt thuộc chuyện Tiên sinh dạy học Giờ xin nói rõ hơn Đôi vợ chồng này Người chồng năm nay 29 tuổi Vợ anh 32 tuổi con họ bị thầy thuốc chẩn đoán là bại não. Hiện nay bé được 4 tuổi, trông rất thông minh xinh đẹp, trí tuệ và số đó ai quy vượt xa những trẻ lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Thí dụ, bạn chơi trò biến hóa ảo thuật với bé, giấu vật gì đó, bé không những biết bạn đang lừa nó mà lập tức có thể tìm ra vật bạn đang giấu. Khi đi đường, bé rất nhút nhát vì không thể giữ thăng bằng phải nhờ người lớn dắt mới có thể đi được hiện bé vẫn còn đang cố gắng luyện tập nhưng tiến triển như vậy so với lời bác sĩ tuyên bố em bé này sẽ không thể ngồi được thì quả là đã tiến bộ rất xa bé có thể nói các từ đơn giản với ba mẹ ông bà hãy đói thì em kêu ba mẹ hoặc là vỗ bụng chỉ vào miệng mình khi muốn đại tiểu tiện thì bé kêu ba mẹ hoặc diễn tả bằng động tác. Cái hay là ban đêm bé ngủ cũng chẳng hề đại tiểu tiền ra giường. Hễ cần đi là nó đánh thức ba mẹ, bày tỏ. Nếu như người bé ưa thích đến thăm, họ vừa lên tiếng ngoài cổng là trong nhà bé đã mừng rỡ, khoa tay múa chân. Mấy ngày trước, tôi gọi điện cho mẹ của bé. Em được cầm điện thoại và mừng rỡ bập bẹ. Ông ơi, ông ơi chẳng cần ba mẹ bé kể tôi nhìn mức độ tiến bộ của bé mà trong lòng cảm thấy rất vui và an ủi hòa thượng diệu pháp ban cho bé tên là huệ hân hôm nay quả nhiên đã ứng nghiệm sư phụ nói huệ hân thay đổi tiến bộ nhanh hơn ta tưởng tương lai không những cháu có thể tự xử lý mà sẽ hoàn toàn bình thường và còn có thể khai mở trí tuệ trước năm hai mươi tuổi. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, hỏi sư phụ. Quệ hân là từ cõi xuất vật, thuộc loài heo chuyển sinh lên. Sao có thể khai mở trí Huệ Sư phụ đáp. Ông giáo dạy học, nhân gì nói bậy. Những gì Phật giáo rao giảng, toàn là hư dối. Còn đem quy tín danh dự mình ra bảo đảm Làm lỡ mất cơ duyên học Phật của bao người Nên sau khi chết Bị đọa làm heo Nhưng kiếp trước nữa Ông giáo này Đã từng là một hòa thượng Rất có tiếng tâm danh vọng Vào thuở đó Về sau Do dâm tâm chưa sạch Nên chết rồi Quay lại nhân gian Xin làm ông giáo sư nọ Hai đồ đệ của ông cũng giống vậy, do tình ái chưa đoạn nên cùng đến nhân gian làm học trò của ông. Tiên sinh dạy học này do một bề ôm tà kiến tuyên bố sai, diệt mất cơ duyên học Phật của bao người. Do tội đó mà chết rồi phải mang thân heo. Còn hai môn sinh của ông, sau khi bệnh già chết đi, họ lại tiếp tục sinh vào nhân gian kết làm vợ chồng bởi vì họ có sở thích rất ưa ăn thịt đầu heo nên duyên nghiệp chiêu cảm thành cha mẹ huệ hân cũng có thể nói huệ hân đời trước là con heo tiền thân heo là ông giáo sư tiền thân ông giáo là một tu sĩ có đạo hạnh nhưng tâm dâm chẳng trừ còn cặp vợ chồng trẻ ưa ăn thịt heo chiêu cảm sinh đứa con bị chứng bại não bại não là ngu si mà nhân của ngu si chính là do làm thầy có uy tín địa vị cao mà nói lời cậu thả làm chướng ngại việc tu tiến của người khiến người bỏ ý định học phật lại suy tiếp nữa thì ngu si chính là do tâm dâm chưa trừ dâm tâm chính là nam nữ ưa gần gũi chung chạ đây cũng có thể nói là thánh xưa khi tạo chữ đã đem chữ hôn thuộc cụm từ kết hôn trong đây có bộ nữ đứng cạnh chữ hôn hàm ý là có nữ nhân ở bên cạnh thì trí óc mờ mịt u ám phát mê muội đó chính là nguyên nhân ngu si thế nên trong tứ trọng thanh tịnh minh hối nơi kinh lang nghiêm phật đã dạy ông tu tam muội muốn thoát trần lao tâm dâm chẳng trừ trần không thể thoát cha mẹ huệ hân từ khi hiểu rõ phật pháp rồi nhất tâm quy y phật pháp tăng không những dứt trừ ăn mặn mà vợ chồng còn đoạn dục khử ái không những bản thân tự tụng kinh niệm phật còn hướng dẫn huệ hân niệm phật bái phật ngôi nhà họ trước mắt ta đã hiện thành một ngôi tự diện tỏa ánh kim quang. dù đang là cư sĩ tại gia nhưng cả ba người họ đều đã thầm hiện tướng xuất gia trí tuệ huệ hưng thuở là tăng sĩ trong kiếp trước sẽ có ngày hồi phục được xem trọng mùa hạ năm nay tôi kết bạn cùng sư đệ khóa bồi dẫn theo một số bằng hữu là đệ tử hòa thượng diệu pháp tiện đường ghé thăm nhà ba mẹ huệ hưng lời sư phụ nói cuối cùng cũng được kiểm chứng lưu cư sĩ cha của huệ hưng ngồi trước mặt tôi thân cao vừa tầm, dáng nho nhã thư sinh, lý cư sĩ vợ của anh. Tuy là công dân hãng mai, song nhìn giống như giáo sư trung học. Dung mạo của cô mỹ lệ, nhưng không mất vẻ trang nghiêm, nhìn chẳng có vẻ gì là lớn hơn chồng ba tuổi cả. Trò chuyện một hồi, tôi nhìn thấy nơi hai cổ tay anh Lưu có vết bỏng dài còn đỏ. Có lẽ là mới bị bỏng gần đây nên trong màu sẹo hãy còn non. Tôi hỏi nguyên nhân. Anh Lưu thật thà khai báo. Dạ, vợ chồng chúng con nhân vì huệ hân bệnh, mà được biết đến Phật Pháp. Hiểu đạo rồi, thì đồng phát thệ từ nay quyết tâm tu hành thoát ly tam giới, bởi do gieo nhân ái luyến mới thành vợ chồng. Vì niệm ái mà kết hôn sinh con, rước vào đủ thứ phiền não khổ đau. Chúng con dâng theo lời Phật dạy, lại nhờ xem qua sách báo ấn hiện đời Hiểu rõ về các chuyện kiếp trước đời này Nên quyết tâm đoạn dục khử ái Đã cùng nhau thắp hương thề nguyện Hơn nửa năm nay Chúng con vẫn ngủ chung giường Mà không sao Thảy đều bình an vô sự Nhưng cách đây nửa tháng Một hôm Không biết ma lật nào xui ám Khiến dục tâm con nổi lên mãnh liệt Khó bề khống chế Ngay lúc đó Con vội nhảy ra khỏi giường quỳ trước Bồ Tát Quan Thế Âm cầu ngài gia trì giúp con thêm sức mạnh để bình tâm định tĩnh khi ấy con đã dùng hai cổ tay kẹp chặt vào ngọn lửa cây hương to đang cháy quyết tâm dùng lửa cây nhang xua đuổi tà tâm và cầu phật lực gia trì kể đến đây anh lưu trang trọng nói vợ chồng chúng con đã nhất quyết đoạn trừ tâm dâm xin tôn ông chuyển lời thưa với sư phụ giùm chúng con nhất định sẽ làm đệ tử xứng đáng của sư phụ Tôi bị vợ chồng Anh Lưu làm cảm động đến rơi lệ. Bọn họ tuy tuổi còn trẻ, nhưng có khí phách, dũng cảm, khiến cho nhiều lão cư sĩ phải cảm phục từ hổ thẹn thầm. Mọi người đều quý mến họ. Tôi hỏi, Lần này tôi viết tiếp cuốn báo ứng hiện đời tập 3. Tôi có thể ghi chuyện anh chị vào được không? Chị vợ đáp, Việc phát thể tu hành, nguyện từ bỏ ái dục giống như chúng con cũng có ba bốn cặp phu thê thực hiện rồi ạ à. do cư sĩ quả bồi thường hướng dẫn chúng con tổ chức pháp hội lăng nghiêm nên đa số chúng con ai cũng đều thuộc chú lăng nghiêm và bốn lời dạy quan trọng trong kinh lăng nghiêm các phật tử nhỏ từ hai mươi tuổi cho đến sáu mươi tuổi ai mà không thuộc chú lăng nghiêm đều cảm thấy rất hổ thẹn ạ à. nhóm bạn đạo chúng con hãy vừa phát tâm học phật là lập tức từ bỏ ăn mặn trong số này có cư sĩ hồng bân lúc đi tắm hơi thì quen biết cư sĩ ngạn tân và được dắt đến gặp cư sĩ quả bồi sau khi xem báo ứng hiện đời rồi á ông bân liền hướng dẫn vợ và các con tu tập từ đó đoạn tiệc ăn mặn gần đây nghe nói cả hai vợ chồng họ cùng phát thệ khử ái đoạn dục dù tu tại nhà nhưng lòng vẫn nhất quyết phải liễu sinh phát tưởng chúng con cảm thấy những lời phật dạy đều là chân lý nên nguyện tuân theo y đó thực hành chỉ mong được làm đệ tử xứng đáng của Như Lai, chứ chẳng phải mình là kẻ tài ba giỏi giang gì đâu. Còn vốn muốn xin giáo sư đem chuyện Huệ Hân viết ra, kể rõ khi con chào đời, thì giữa bụng và hai bên lưng đều có một đường ngấn dài, các bệnh viện đều có nói bị chứng mất sắc tố, và nói đây là chứng bệnh di truyền của gia tộc, nhưng hai họ nhà chúng con đều không ai bị như vậy, cổ chân và cổ tay của Huệ Hân cũng có lần ngấn tương tự như vậy. Hôm nọ, trong khi tỉnh tọa, con đột nhiên thấy mình vào lò giết heo, thấy một con heo bị trói bốn chân sau đó bị giết rồi người ta còn ném nó vào nồi nước nóng khiên đi cạo lông tiếp đến dùng côn sắt chim vào giò cẳng bụng nó rồi nện đập bốn chỗ này sau đó người ta thổi hơi vào mồm nó khiến bụng heo phình lên như quả cầu tiếp đến họ dùng dây cột tay chân miệng heo lại ngăn không cho khí tuôn ra rồi dùng côn sắt đánh lên mình heo sau này con hỏi thân phụ mới biết Người ta làm vậy để cho nước trong nội tạng và da thịt phân ly. Mặc dù heo đã chảy hết máu rồi, nhưng lúc bị đánh, thân vẫn còn hằng lên những đường nhợt nhạt như bị tắc nghẽn máu, hiện trên da thịt. Cuối cùng á thì nó bị phanh thay mổ bụng. Lúc này con chợt hiểu ra, các đường hàng trên mình quệ hơn. Bác sĩ nói là bệnh mất sắc tố, thực chất là do heo bị giết, đánh lên lưu dích tích. Xem như đây là kiểm chứng lời hòa thượng diệu pháp rồi, rất chính xác. Kiếp trước đời sau, luân hồi lục đạo là thật có nhân quả báo ứng hoàn toàn chân thực chúng con hy vọng đem chuyện nhà mình cảnh tỉnh những gì đệ tử phật không nghiêm trì giới luật bởi vì chỉ có giữ giới sám hối mới tiêu trừ nghiệp chướng thực tâm hành pháp mới ly khổ đắc lạc những lời ba mẹ huệ hân nói khiến người cảm động mẹ cháu vẫn muốn cho huệ hân chụp ảnh để tôi đăng lên sách để người tin đây là chuyện thực nhưng tôi từ chối mặc dù hiện giờ cháu còn bé nhưng sau này cháu sẽ lớn lên Tuy trình độ viết văn của tôi không giỏi Nhưng tôi cho rằng Dù không đăng hình độc giả vẫn có thể tin đây là chuyện thật Và hiểu rõ lý nhân quả Tôi tuyệt Chẳng dám viết chuyện bị đặt gạt lừa người Bởi làm thế Chính là phản bội nhân quả Chỉ nhìn sơ qua địa phương nhỏ bé này thôi Đã thấy có rất nhiều cư sĩ tu chân thành Như thế đủ chứng minh Thời này, tuy mạc pháp mà không mạc vì còn rất nhiều đệ tử phật tinh tấn tu hành trong biển người mênh mông trong phật môn từng nói có người ẩn tu ở thâm sơn có người tu thầm nơi phố thị đệ tử phật không tranh không tham cầu không tư lợi ích kỷ không vọng ngữ tất cả những ai tu hành chân chính dù là cư sĩ tại gia thì vẫn có thể thành đạo nghiệp còn như trong đạo tràng xảy ra những hiện tượng trái đạo thậm chí xuất hiện tà sư thuyết pháp thì đây hát chẳng phải là thử thách là khảo nghiệm đối với chúng ta ư không có tà thì sao hiển chánh được không có ma thì sao có phật được chưa vì đại đức cao tăng từng dạy chúng ta ma là giúp chúng ta tu thêm kiên cố ta phải biến ma thành bậc thầy nghịch hạnh hỗ trợ chẳng phải là tạo thêm lực đẩy giúp ta tu giỏi hay sao. Đối với những ai không tuân thủ quy củ của Phật, ta chỉ cần đừng lý tới họ là xong. Gặp cái giảng tà pháp cũng là dịp khảo nghiệm xem chúng ta có con mắt biết phân biệt chánh pháp hay không. Xem như đây cũng là thử thách. Nếu giận họ thì ta cũng giống như họ thôi. Hòa thượng Diệu Pháp từng khai thị. Mạc thế thuyết pháp, có sai có đúng, nên xả thì xả, nên dùng thì dùng, tùy duyên hóa độ. Cuối cùng, xin kết thúc bằng hai câu. Như như bất động, nào sợ tham sân tật đố, nhất tâm bất loạn, nào quảng hổ đấu lông tranh, lông tranh, lông tranh. Tự thuật của quả hồng Thời ấu thơ bé tí Tôi thường đứng trước gương suy nghĩ Người trong gương này là ai? Là tôi ư? Nhưng y tự sinh Đến từ thay đổi theo biến hóa vô thường Vậy tôi thực sự ở đâu? Vấn đề này từng ám ảnh Khiến tôi lao tâm khổ trí Suy nghĩ nhiều năm Mãi tới khi tôi biết đến Phật giáo Thì mới hiểu rõ minh bạch Tôi trong gương chỉ là một thể xác một lớp vỏ ngoài giống như căn nhà vậy mà chủ nhà mới thực sự là tôi xưa nay vốn đầy đủ phật tính bắt đầu từ đó tận đáy lòng sâu thẳm tôi khao khát tìm ra chân lý bất biến vĩnh hằng của vũ trụ nhân sinh trong phật pháp năm tôi 18 tuổi trong nước giấy lên phong trào tập luyện khí công cực thịnh cho đây là cách rèn luyện thân thể lý tưởng tôi cũng bắt đầu hùa theo học khí công trong đây tôi thấy môn tĩnh công hay và thích hợp nhất vì có cho niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có lẽ đây cũng là nhân duyên kiếp trước bởi tôi vừa nghe đến danh hiệu này thì thân tâm khoan khoái, tinh thần phấn khởi. Thế là hàng ngày sớm tối tôi đều niệm danh hiệu gài siêng năng luyện tập tĩnh tọa Lực gia trì của Bồ Tát Quan Thế Âm thật bất khả tư nghị. Ngàn xứ cầu ngàn xứ ứng. Ngài đã mấy lần giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn trong đời sống. Điều này càng khiến cho tôi tăng thêm niềm tin kiên định đối với việc trì danh Ngài. Từ đó, bất kể tôi đi đâu làm gì, thế vừa ra khỏi cửa là tôi luôn niệm Phật quan thế âm, niệm thầm hoặc niệm ra tiếng, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm nguyện học theo nói theo tinh thần đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, tinh tấn tu hành làm lợi chúng sanh. Người hướng dẫn tôi tập khí công và đặt chân vào con đường học Phật chân chính, đó là ẩn sư cư sĩ Quả Khanh. Lần đầu tụng kinh Kim Cang, khi đọc đến câu tất cả pháp hữu vi như bồng huyễn bọt sóng, như sương như điện chớp, cần phải quán như thế thì trong tâm tôi chấn động không kìm được. Trăm mối cảm xúc đang xen khiến tôi bật khóc to. Tôi khóc vì nhiều năm nay mình trầm mê trong lục đạo luân hồi, quên mất diện mục bản lai, giống như đứa trẻ đi lạc đường không ai trợ giúp, bất kể gắng sức thế nào cũng tìm không ra lối về. Bây giờ, nhờ duyên lành mà được tiếp xúc với Phật Pháp, khiến tâm trí tôi phát sáng, như vừa dẹp xong rừng có mệt mù, tìm ra được hướng đi chân chính cho kiếp nhân sinh. Tôi tự nhủ, mình phải nắm ngay thời cơ, quay bước về nhà, dốc sức tu hành để sớm đạt giác ngộ. Dưới sự hướng dẫn của ân sư Quả Khanh, tôi bắt đầu tụng bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh. Trong kinh Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm và quỳ lễ đại sư tuyên hóa. Tuy ngài đã viên tịch, nhưng ngài từng tuyên bố những ai dù chưa thấy mặt nhưng có khát vọng muốn làm đệ tử ngài thì thành tâm lễ bái ngài một vạn lễ liền có thể thành đệ tử ngài vì thế mà tôi chí thành lễ bái tròn nguyện rồi thì thành đệ tử ngài tuyên hóa ngài tuyên hóa là việc cao tăng mà tôi hết mực sùng kính một vị thầy luôn xả thân vì người đem thân làm gương nghiêm trì giới luật sáu tôn chỉ tu hành ngài đặt ra không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi, không vọng ngữ. Nó đã trở thành quy luật tu hành chuẩn mực cho tôi, giúp tôi giám sát từng khởi tâm động niệm của chính mình. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Phật Thuyết Bát Nhã Tam Bụi, các kinh điển Đại Thừa vân vân luôn nhắc dở chúng ta phải đối với Thầy như với Phật. Trong quá trình đánh lễ ngày tuyên hóa, tôi nhiều lần nằm mơ thấy được Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì, giống như những gì mô tả về Bồ Tát Quan Thế Âm trong Phẩm Phổ Môn. Tôi cảm thấy nội tâm hết sức thanh tịnh, cho nên tôi một mực xem Ngài tuyên hóa là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đọc bốn điều răng dạy minh bạch về tánh thanh tịnh của Ngài tuyên hóa giảng, giúp tôi hiểu rõ bốn điều tu căn bản là phải đoạn dâm, đoạn sát, đoạn trộm, đoạn dối Bốn điều này tương quan với nhau rất chặt chẽ. Nếu phạm giới dâm thì dễ dàng phạm giới sát và cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp và vọng ngữ. Muốn ra khỏi tam giới thì phải tu trong từng khởi tâm động niệm phải nghiêm trì giới luật. Tính trọng yếu của giới luật trong Kinh Phật ghi rất nhiều. Hơn 2.500 năm trước, trước khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Ngài A Nan từng nói Lúc Phật tại thế, mọi người nương Phật là Thầy. Vậy sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi, chúng con sẽ nương ai làm Thầy? Phật dịu dàng đáp. Ta nhập Niết Bàn rồi, thì các con đương giới làm Thầy. Đủ thấy giới luật rất quan trọng. Vì vậy, chúng ta phải kiểm soát mình chặt chẽ, phải có đủ chánh tri, chánh kiến, phá trừ mê chướng trùng trùng, hồi phục bản lai diện mục thanh tịnh, chứng đắc Phật quả vô thường. Nhà Phật nói, muốn biết nhân đời trước, xem thọ báo đời này. Muốn biết quả đời sau, xem nhân gieo hiện tại. Hiện nay, thói đời ngày một suy, lòng người chẳng được như xưa. Bây giờ là thời kỳ vật dục kim tiền. Người ta vì danh vọng, tư lợi, tạo lắm ác nghiệp chất chồng như sát sinh, tà dâm, trộm cắp, nói dối gạt lường vân vân nếu quả báo hiện đời cũng phát sinh theo do con người sống sai trái bừa bãi nên gặp đủ nạn tai như đụng xe rớt máy bay động đất sóng thần cháy lụt gió bão vân vân khiến những ai chứng kiến phải kinh tâm rung rẩy trước những tai nạn khủng khiếp như thế chúng ta cần suy nghĩ là do ai hủy hoại cân bằng sinh thái, hủy hoại môi trường tự nhiên? Vì sao, vào thời khoa học khí nghệ ngày một phát triển như thế, mà chúng ta lại bất lực trước sự trừng phạt của thiên nhiên? Chúng ta cần phải tỉnh táo. Đây là cảnh báo thiên nhiên dành cho chúng ta. Nếu như nhân loại cứ mặc tình sống cuồng, thì cuối cùng cũng là tự vùi chôn mình. Làm thế nào để xây dựng gia viên hài hòa, giúp nhân loại sống hạnh phúc làm sao để tránh thiên tai nhân họa, để chúng ta an cư lạc nghiệp? Những đáp án này đều có thể tìm được trong Phật pháp. Phật luôn nhắc chúng ta nên đoạn ác tu thiện, không sát, trộm, dâm, vọng, đoạn trừ ý niệm tư lợi ích kỷ, sửa đổi hành vi tập khí, thói quen tạo lỗi của mình. Như thế Mới có thể hạnh phúc an lạc Giữa người với người Tự nhiên sẽ sống chung hài hòa Toàn xã hội Có thể phát triển tốt Do những năm gần đây đạt được lợi ích Trong quá trình học Phật Bản thân tôi và các cư sĩ bạn bè Đều thăm cảm Phật Pháp Thật là mầu diệm Bất khả tư nghị Nhân quả báo ứng Không sai mảy may Vì vậy Chúng tôi đem những điều thấy ghe đơn giản biên lại thành tập. Hy vọng thông qua đây, mọi người thâm tính nhân quả, bỏ ác theo thiện. Sách này viết ra với mục đích hy vọng chưa vị bạn đạo, đọc xong, sẽ kiên định niềm tin học Phật. Hằng tự tỉnh kiểm soát bản thân, phụng hành theo Phật Pháp. Dùng sự chân tu thực chứng của mình để cải tạo vận mệnh, lìa khổ được vui, thành trụ Phật Đạo và không còn cầu pháp ngoài tâm khỏi phải bôn ba đi khắp nơi truy tìm người hiểu nhân quả hay kẻ có thần thông chi nữa chúng ta cần nhớ kỹ phải khắc cốt ghi tâm lời dạy trong kinh kim cang phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng tất cả các pháp của phật đều vì trị các bệnh của chúng sinh vì những mê muội của chúng sinh mà thiết lập vì vậy mới có câu pháp còn phải xả huống nữa là phi pháp. Những tên người liên quan đến nhân vật, địa danh trong bài viết, chúng tôi đều dùng bí danh, hóa danh hoặc ẩn danh. Ngoài ra, do năng lực bản thân hạn hẹp, ngôn ngữ và văn tự trong sách, ắt còn nhiều thiếu sót. Tha thiết xin chư thiện tri thức đồng tu tha lỗi và chỉ giáo cho. Hậu học, khỏa hồng, kính ghi. Kính ghi câu chuyện người ăn mày mù loà ngày nọ một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán làm sưng lên một cái u anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau vừa cười cười một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy cảm thấy vô cùng khó hiểu liền hỏi cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy người ăn mày mù nói tôi đang tìm lại phúc báo của mình thật là khó hiểu tên ăn mày ngồi bên cạnh thốt lên người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này thì cậu sẽ hiểu ngay nói rồi người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có, chủ nhân tên là Triệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có con nên vô cùng vui mừng và đặt tên là Đại Hỷ hai vợ chồng họ vui mừng quá không biết đối xử với đứa con này thế nào cho nên phải nuông chiều đại hỷ từ bé muốn gì được nấy thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận khi đại hỷ lớn lên cậu ta càng hoành hành ngang ngược khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân mỗi ngày đại hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc một ngày đại hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu có hành vi khiếm nhã với cô gái cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi ngày hôm sau đại hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia đang ở vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra đại hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại đại hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra rồi qua đời đại hỷ bị quan phủ bắt và bị kết tội phải đền mạng hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây con trai, miễn khỏi chịu tội nên đã bán sạch gia tài để nhờ quan huyện tha mạng cho. Ngay khi chuột đại hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội, người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người, rồi qua đời sau đó không lâu. Cả người, cả của đều bị tan biến mất. Lúc này, đại hỷ mới bừng tỉnh ngộ. Hắn ra sức làm mọi cách hiếu kính với mẹ, làm các việc mà xưa nay chưa từng làm như nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy, mãi cho đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, đại hỷ cũng vì bị bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại hãy khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chai tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó, mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời, tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy, vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi ngồi dựa vào đó mà khóc tôi gào khóc đến chết đi sống lại vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay trong giấc ngủ thiếp đi ấy tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ mờ ảo hiện ra ông lão ấy đưa tay vẽ một cái làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác khiến tôi thấy sợ cuối cùng ông lão thở dài nói tất cả những tội ác ban nãy ngươi chứng kiến đều là ngươi đã làm ở kiếp trước đấy tội nghiệp của ngươi quá lớn không những bắt nạt con trai ức hiếp con gái tiêu xài phung phí mà điều không thể tha thứ chính là phỉ bán đánh chết người tu hành tội nghiệp vô cùng sâu nặng nhưng niệm tình người cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già nên người mới được đầu thai làm người được làm người nhưng phải chịu tội ba đời không có tiền bạc ba đời không có hôn nhân ba đời làm ăn mày mù mẹ nuôi của người ở kiếp này chính là mẹ của người ở kiếp trước bởi vì kiếp trước người có hiếu với mẹ nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi người khôn lớn. Ở kiếp này, nếu như người có thể giữ được tâm tính làm người tốt thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo. Người xưa thường nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Từ câu chuyện có thể thấy thiện ác có báo là thiên lý, hãy hành thiện tích đức để kiếp này và kiếp sau được hưởng phúc báo. Pháp ngữ của hòa thượng, hòa thượng diệu pháp từ bi khai thị như cam lồ dưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch hòa thượng, vì sao có người giết vật gì, lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận hồn phách khó siêu mà thường theo kẻ tụ ác chờ lúc phúc họ suy để báo oán lâu dần thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh hành vi ví như một kẻ cấp sách tới trường thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia kẻ làm ruộng có dáng nông phu kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân riêng kẻ đồ tể thân xác luôn mang mùi tanh tưởi chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại nên thân toàn ác nghiệp tâm chứa đầy xấu độc và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo sau khi chết, họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử Chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà ba lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen giao du với người hiền thì trở thành lương thiện nếu thường thân cận phật thánh sẽ có tâm như thánh nhan diện sẽ hiền lương như mặt phật vì gần mực thì đen gần đen thì sáng nhưng kẻ sống bằng nghề đồ tể thân tâm đều có ác khí rất nặng tất nhiên bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa hòa tai một khi phúc suy thì báo ứng đến vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy loài gà tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn binh loài người song về vệ sinh ăn uống chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon bổ. Không ngờ rằng ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc ăn tám lượng phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt bị mỡ thừa tích tụ thân đầy độc chất máu bị nhiễm trượt cơ thể bị trúng phong sinh cao huyết áp ung thư cuối cùng hết thuốc chữa nếu nói thực tế chưa bàn đến nghiệp báo thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi vì rước mầm bệnh tâm oán hận vào mình lâu ngày thành ung bướu không chết gấp thì cũng chết từ từ bịnh hành đau đớn con vật trượt khí nhiều từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh con người ăn thịt chúng vào nạp mãi nguyên tố thấp thì thân thể thuần là tố chất của loài vật người ăn thịt thiếu lòng từ thân đầy trượt khí rất không tốt người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân bảo vệ phẩm chất thanh tịnh khi ăn thịt những loài gia súc vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm ảnh hưởng tới công phu tu hơn nữa ăn chay giúp tiết dục tĩnh tâm giúp ích cho sự tu tập rất nhiều vì cơ thể máu thịt của xuất sinh ô trượt, Tính linh dơ bẩn, Ăn giàu dục nhiều, Tinh thần tối tâm. Cho nên từ cậu chí kim, Những bậc tu sĩ, Đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, Ăn thịt nhiều rất có hại, Chẳng ít lợi gì, Nhất là người lớn tuổi, Sức đề kháng suy yếu, Ăn nhiều thịt, Không tiêu hóa hết, Phần dư thừa, lại nằm trong cơ thể khiến sinh ra đủ chứng bệnh cho nên ăn ít hại ít là đệ tử phật thì tốt nhất không ăn thịt vừa trưởng dưỡng tự tâm không tạo ác vừa giữ thân thanh sạch có nhiều loài nhỏ như côn trùng chim chóc con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống hoặc chục mạng trăm mạng con vật cũng có quyền được sống giết chóc chúng bừa bãi không những làm thương tổn tình người mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên hủy diệt lòng từ ái đức phật thương yêu tất cả chúng sinh chúng ta là đệ tử phật cũng nên học theo hạnh ngài hãy đối xử từ ái với loài vật dạ có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng hành nhiều bố thí xin thỉnh giáo ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ à? tài sản tiền bạc giống như củi tụ nhiều vô ích chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng củi có thể giúp tỏa nhiệt nhặt đâu cũng có dễ tìm đầy rẫy không nên tham muốn có nhiều vì tàn ẩn họa ở trong có cái thầy nọ bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan giận mà không có tài giận vì vậy á, không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói vậy thì vô lý quá. Xin thầy khai thị ạ. À. Dù đói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh, thì có ba phần là mệnh, bảy phần là giận. Đây chính là thời giận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường nó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tùy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân xuất sanh. Bởi vì trên đầu nó, có giới điều hiển hiện. Phật từng khóa làm thân nai. Trong quan thế âm Bồ Tát phổ môn phẩm, cũng từng giảng Bồ Tát quan thế âm, hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh nhân đó chuyện này không có gì lạ con chó đó là hiện thân thuyết pháp người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh được không thầy đoàn thể học phật là lò luyện lớn có thể dung chứa hết tất cả phật pháp là chí cương không có gì xô ngã phật pháp cũng chí nhu rất mềm mại không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm, thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, hồng cư sĩ, sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn, lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ, kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng, cần kiệm hộ nhà xuất nhập điều độ dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán đạo làm chồng thương vợ như em không lìa không bỏ không sợ khốn khổ đem thân làm gương dạy con thành tài hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây tất gia đình hòa thuận hạnh phúc tương lai hết nghiệp ta bà đồng sinh cõi tịnh tu hành. Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia, sang năm thi vào học viện mỹ thuật thiên tân, muốn hỏi sư phụ, cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này, thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật Pháp cùng người. Phải chăng có chỗ không đúng? Giảng Pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoàng dương Phật Pháp, cố nhiên là việc tốt. Nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều, từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá ba tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp, chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì, sao có thể là vô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận, ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy? Tu hành là chịu khổ. Khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn. Lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn dĩ nhiên không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình. Nghĩa là, tật ánh của mình phải do mình sửa, tu hành không nên gấp, không nên nông nóng, cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn, trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân si lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến đây, nôn hết ra mới có thể nếm được mỹ dị cam lộ đây gọi là ói cái cũ nạp cái mới cho nên học phật trước phải phá ngã chấp không nên thấy toàn thị phi mắt chỉ lo nhìn lỗi người phải biết các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến đây chiêu cảm nên phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sống trước đẩy sống sau chỉ làm khơi thêm oán hận chứ không thể giải thoát bàn về quỷ thần trong kinh trường A Hàm, Phật Khai Thị, trên thế gian này rất nhiều người không biết có luật nhân quả và sáu cõi luân hồi tồn tại. Họ không tin trên đời có quỷ thần, cũng chẳng tin có Phật Bồ Tát, càng không tin là có quả báo. Bởi những phàm phu này không có trí huệ và thần thông như Phật, tuy có mắt thịt, nhưng họ hoàn toàn mù tịt chẳng thấy thấu đáo chân tướng vũ trụ sự thật. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể nương vào trí tuệ chứng đắc viên bản rốt ráo của phật lưu lại trong các kinh điển mà tạm biết sơ vài điều xin giới thiệu với quý vị một đoạn khai thị của phật trong kinh trường a hàm liên quan đến quỷ thần bạn xem xong thì có thể hiểu rõ cảnh giới trạng thái tình huống của các loài quỷ thần cũng sẽ hiểu được vì sao cảnh của người ác và người thiện khác biệt hẳn nhau Phật bảo với các tỳ kheo rằng, tất cả nhà cửa nhân dân cư trú đều có quỷ thần, nơi nào cũng có, tất cả đường hẻm, đại lộ, lò mổ, tiệm buôn, chợ búa, gò nỏng đều có quỷ thần, không chỗ nào trống. Chư quỷ thần thường lấy tên tùy theo chỗ họ gá nương, nương người, tên người, nương thôn, tên thôn, nương thành, tên thành, nương nước, tên nước, nương đất, tên đất, nương núi tên núi nương sông tên sông phật lại bảo với các tỳ kheo rằng tất cả cây cối dù nhỏ như trục xe đều có quỷ thần tựa vào chẳng đâu mà không có tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ nếu tới hồi chết thì quỷ thủ hộ kia sẽ nhiếp tinh khí họ nên họ ác phải chết phật bảo với các tỳ kheo rằng giả sử có ngoại đạo phạm chí hỏi hiền giả nếu tất cả nam nữ lúc mới sinh đều có quỷ thần theo hộ, đến khi họ phải chết, thì quỷ thú hộ sẽ nhiếp tinh khí, nên họ liền chết. Thế thì đời nay, vì cớ nào mà có người bị quỷ thần quấy nhiễu, và ai không bị quỷ thần quấy nhiễu? Thì, tỳ kheo ơi, con hãy đáp như thế này. Người đời do thường phạm luật, làm nhiều điều trái đạo, sai pháp, tạo mười nghiệp ác, tà kiến điên đảo vì như người thế gian đây dù có trăm ngàn người thì chỉ có một vị thần trông coi thôi giống như bầy dê dù có trăm ngàn chỉ cần một người chăng là đủ nhưng đối với người tu luôn hành trì thiền pháp thấy biết chân chánh họ tin và thực hành đủ mười điều thiện thì những người này dù chỉ có một người nhưng lại được tới trăm ngàn thần theo hộ đây cũng giống như quốc vương đại thần được trăm ngàn người theo hộ vệ vậy. Người hành thiện kia cũng được hưởng giống như thế. Do chuyên cớ này, mà người đời có kẻ bị quỷ thần quấy nhiễu, có người lại không hề bị, là nhờ có thiện thần hộ. Xem qua đoạn kinh Phật giải thích này rồi, thì ta có thể thấu triệt mối quan hệ giữa quỷ thần, nhân loại. Sơn hà đại địa và cây cối cỏ hoa trong thiên nhiên Cũng giải thích rõ vì sao người ác hay bị quỷ thần quấy rối người thiện thường được quỷ thần hộ vệ không để bị hại quyển báo ứng hiện đời này ghi chép và liệt kê hàng loạt những kinh nghiệm nhân quả thực tế mà chúng tôi và bao người từng trải qua cũng chứng minh những điều phật giảng là chân ngữ các chuyện như lòng tốt cây tượng ba công tử áo xanh xem báo ứng hiện đời tập ba đều là những chuyện thực Chứng minh có thần thức nương tựa cây cối cỏ hoa thì hiện đủ loại hình tượng, đúng như trong kinh Phật từng nói, quỷ thần nương cây cỏ lấy tên dựa theo đó, chúng ta đã hiểu rõ lý này rồi thì phải biết tất cả những hành vi tạo tác của ta, quỷ thần đều thấy biết hết, huống chi là những bậc có trí huệ đại cao thâm như Phật, Bồ Tát. Vậy thì vì sao thế nhân không dè dặt cẩn thận vâng theo lời Phật dạy mà y giáo phụng hành. Cư sĩ cũng phải có đủ đức hạnh. Năm 1993, anh thờ họ Lý đến nhà tôi, nghe sư phụ giảng pháp, phát tâm tin Phật. Nửa tháng sau, anh xin quy y tam bảo, còn cầm tờ chứng nhận quy y đến khoe tôi. Từ đó, mỗi ngày nghỉ phép chủ nhật, anh đều đến chùa công quả tình nguyện làm bảo vệ giữ trật tự cho pháp hội nửa tháng trôi qua tôi đang cùng với các bạn bàn luận phật pháp tại nhà thì anh lý cùng vợ đến thăm chào hỏi xong thì họ ngồi một bên nghe chúng tôi nói chuyện đợi chúng tôi đàm đạo xong vợ anh lý mới thổ lộ hôm nay tôi vốn là muốn tìm tôn huynh để nói lý đây nhưng vừa rồi nghe những lời tôn huynh nói với mọi người toàn là dìu dắt hướng dẫn họ hướng thiện. Tháng trước, khi chồng tôi ghé nhà Tôn Quynh rồi, về nhà anh ấy bảo là muốn làm cư sĩ. Nửa tháng sau, thì anh ấy quy Phật làm cư sĩ. Chỉ ngừng một lúc, rồi nói với vẻ ấm ức. Nhưng tôi không hiểu thế nào gọi là cư sĩ. Những tưởng ông xã học được vài điều hay, hoặc làm nên việc tốt chi đó. Ai về, từ hôm ấy trở đi, cứ mỗi Chủ nhật thì ông đến chùa nói là đi công quả hộ pháp tối đến thì đem trái cây nhang dầu về nhà còn nói là hiện nay người tin theo phật nhiều lắm cúng phẩm cũng nhiều vô kể các thứ dầu hương trái cây bánh gì cũng có các tu sĩ ăn đâu có hết nên cư sĩ đến công quả thì phải chia cho tôi nghe vậy thấy so với việc ổng đi làm kiếm tiền cũng đâu có khác gì Vậy mà còn khoe là đi công quả hộ pháp cho chùa nữa chứ. Tôi thấy làm vậy hình như không có hợp lý chút nào. Còn quan đường hơn nữa là hàng ngày tan sở về thì ông cứ khoanh hai đùi lại, khoe là mình đang ngồi tĩnh tọa. Nhưng cứ một chút á là kêu tôi bưng nước, một chút thì kêu cho đồ ăn. Tôi nói tôi bận nấu cơm, ông hãy tự phục vụ đi thì ông nói mình mắc ngồi không thể buông ra được. Thiệt là tức chết đi. Làm cư sĩ kiểu như vậy thì chẳng phải làm cha người ta sao? Hay ổng đã được tấn phong trở thành nhân vật cao cấp tầm cỡ nào rồi? Nếu thật vậy á, thì tôi cũng muốn làm cư sĩ ngồi luyện công đã tọa giống như ổng để xem ai hầu ai cho biết. Hôm nay tôi ôm một bụng tức anh ách đến để đầu lý cùng tôn huynh đây. Chỉ nói một hơi khiến tôi cực kỳ chấn động. Té ra câu chuyện tôi nghe đồn về các cư sĩ Phật tử dành nhau phân chia cúng phẩm trong chùa là sự thật. Hôm nay mới được nghe tận tai là bằng chứng hiển nhiên thực tế. Thậm chí tôi còn nghe vì phân chia cúng phẩm không đều mà xảy ra ẩu đả nữa. Tôi từng xem kinh thấy ghi như thế này. Một hạt gạo thí chủ nặng như núi tu chi ăn mà không tu hành phải mang lông đội sừng đền trả. Thế thì, những phẩm vật đàn Việt cúng dường tam bảo, ủng hộ chư tăng ni tu, duy trì Phật Pháp trường tồn, thì làm sao cư sĩ có thể lấy đem về nhà được chứ? Lại còn phát sinh ẩu đả tranh giành nữa. Đây là việc rất có tội. Người xuất gia tiếp nhận của mười phương cúng dường, nếu như không tu hành đúng Pháp, sẽ phải đọa vào ác đạo, huống chi là hàng cư sĩ tài gia. Tương lai không những đọa địa ngục khó lên mà các phúc báo đang có hiện đời cũng có thể bị mất sạch. Xin điều một thí dụ. Nếu hòa thượng giới hạnh tình nghiêm thì phúc của ngài giống như là một vùng đất tốt, màu mỡ, phì nhiêu. Mười phương thiện chúng đến cúng dường là gieo hạt phúc trên đất đó. Đất nhất định sẽ hồi báo hậu hỷ cho người siêng năng gieo trồng nếu hòa thượng giới hành không nghiêm giống như đất xấu cằn khô vô phương cho người thu hoạch tốt ngay cả phần thu hoạch của bản thân cũng bị cỏ hoang lớn chiếm cuối cùng khó tránh cảnh mất mùa huống nữa chúng ta thân là cư sĩ phước điền đã không bị kịp hàng tu sĩ vì sao có thể đem tập khí xấu xa đầy tâm tham sân si đến cửa phật thanh tịnh làm loạn như thế chứ Hòa Thượng Diệu Pháp từng nói Nếu như đàn việc cúng dường thực phẩm Mà tăng nhân ăn không hết Chẳng tiện cất chứa Thì có thể phân cho cư sĩ mang về nhà Nhưng phải được trụ trì đồng ý Và các cư sĩ khi nhận quà Muốn kiệm phước Thì có thể căn cứ đại khái giá trị món đồ mình cầm đó Mà bỏ tiền vào thùng phước xương Để tạo thêm công đức hoặc người công quả có thể cầm ra chợ bán đem tiền về cho chùa đây cũng là đúng pháp là biết tích lũy công đức biết sợ tổn phước hộ trì chùa vốn là bổn phận của cư sĩ sao có thể mượn cớ đó nhân danh này nọ để dơ vét tài vật lại còn khởi tâm tham tranh giành ẩu đả nhau hành vi mê muội này chỉ càng làm cho Phật giáo Bị mang ảnh hưởng cực xấu mà thôi Nhân đây Tôi khẩn thiết xin các bạn đạo cư sĩ Làm việc xong Nên dành thời gian tụng kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Và kinh lương hoàng sám Chúng ta Hãy mang tâm trí thành tha thiết tụng độc Nhất định sẽ sinh tâm Đại tàm quý Tiêu diệt các chướng Tu được phúc vô lượng Mục đích của chúng ta học Phật là phải thu hoạch trí huệ, bụi trần hiệp giác, gột sạch tam độc, tham, sân, si. Huân diễm đã lâu trong đời ngũ trượt từ vô thủy kiếp đến nay. Người có trí, một khi vừa nhận ra tật tính hay tập khí xấu của mình là nguyên nhân khiến mình bị đọa vào ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì sao có thể thấy sai còn phạm tiếp, tự dìm mình vào vực thẳm vạn kiếp khó ngôi lên. Cư sĩ đến chùa thì phải nghiên cứu pháp như thế nào để thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển, phải luôn học và hành theo hạnh Phật. Chỉ khi trí huệ chân chánh được khai mở, chúng ta mới biết tin sâu nhân quả báo ứng, mà cẩn trọng Mất cảm động vì tấm lòng đồ sinh vất vả của chư Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Phật không bao giờ vì người có tấm phái quy y mà bao che dung túng hoặc giáng tội trừng trị ai không có phái quy y phật luôn đem bi tâm tha thiết tuyên dương chân lý hy vọng mọi người có thể từ trong mê giác tỉnh quay về ly khổ được vui những con đường đạo trong khiếp nhân sinh phải do chính mỗi người chúng ta tự bước đi hiểu rõ điều này cư sĩ chúng ta phải biết kiệm đức tích phúc đến chùa bằng tâm tu sửa khiêm cung, hộ pháp về tăng, chân thành học hỏi giáo lý, làm đúng theo lời Phật dạy, để tự lợi, lợi tha, viên mãn. Cá câu người Có một y viện huyện, thuộc vùng cao nguyên Thái Lan. Do giao thông bất tiện, nên bệnh nhân phải đi từ sáng sớm tới bệnh viện để khám, và kịp quay về nhà trước khi trời tối. Một ngày chủ nhật nọ, bệnh nhân cần khám đều đã khám xong nên chiều nay xem như bác sĩ được rảnh rang. Bỗng một y tá cuống quýt hướng về phía viện trưởng báo cáo: "Có người bị mắc xương cá nơi yết hầu đang chờ cấp cứu, xin viện trưởng đến cho." Đó là một anh chàng thanh niên hơn 20 tuổi, hô hấp đang ngừng, thân thể vẫn còn ấm, sắc mặt tái nhợt, hiện vẻ đau đớn và sợ hãi tột độ theo lời người nhà và thân hữu bệnh nhân kể thì lúc đưa vào viện anh mới tắt hơi mặc dù người bệnh đã chết nhưng chiếu theo quy luật của bệnh viện cần phải giải phẫu để làm rõ nguyên nhân tử vong và tiện cấp giấy chứng tử sau đó bác sĩ lắng nghe người nhà kể lại quá trình xảy ra cái chết trí mạng anh thanh niên bị mắc xương cá chết tên là thịnh sáng sớm hôm nay cùng mấy người bạn trai ra đồng bắt cá do đêm qua mưa lớn đồng ruộng ao mương gì cũng ngập nước cá tôm có đầy nên ai cũng bắt được rất nhiều cá tôm thịnh bắt được một con cá giết núi lại nhìn thấy trước mặt có một con cá chép to trong lòng quá mừng bèn bước vội tới bắt cá chép lúc này tay của anh đang cầm cá giết không biết thả đâu cho ổn nhưng không thể buông nó ra. Trong giây phút vội vàng, anh quyết định đưa cá lên miệng ngậm. Không ngờ, con cá nhỏ lại chui tọt vào cổ và cắm dùi nơi cổ họng anh. Thịnh thấy cổ họng quá đau, liền dùng tay móc ra, nhưng đã quá muộn. Cá mình con cá đều nằm nơi yết hầu, kéo ra không được. Loài cá giết núi này nhỏ nhắn và có rất nhiều ở đồng ruộng Thái Lan, thân mập, dài khoảng hai ba thốn vậy nó màu hoàng kim sáng lấp lánh nhưng rất cứng và sắc nếu vuốt theo chiều thuận thì mình nó trơn nhưng kéo ngược lại thì vẫy sẽ thành những mốc câu ghim chặt vì vậy khi thịnh càng lôi con cá ra tức là càng bị các mốc câu này phát huy đài tác dụng khiến anh đau chí tử loài cá này đặc biệt sống rất khỏe và dai nó có thể rời nước bò lên tuốt đỉnh núi, vì vậy mới gọi nó là cá giết núi. Chưa đầy mấy phút, Thịnh bắt đầu hô hấp khó khăn. Con cá cứng đầu trụ ngay tại yết hầu, nuốt không được, nhổ không ra, muốn hét to cũng không thể. Thịnh đành dùng tay chỉ vào miệng, hai mắt trợn trắng, mấy người bạn thấy vậy hoảng kinh. Vội vạch miệng Thịnh để đem cá ra, nhưng vô phương đành dương mắt nhìn thịnh thống khổ co giật một người bạn vội kêu xe taxi tới chở thịnh vào bệnh viện cấp cứu nhưng đi được nửa đường thì chàng tắt thở lúc này y viện đang phẫu thuật bác sĩ rạch cổ thịnh lấy ra con cá giết núi nó vẫn chưa chết y tá đem nó thả xuống ao trước bệnh viện hớm hỉnh nói nếu như cảnh sát tra án thì sẽ truy bắt hung thủ Người hãy xuống ao nước để lánh đi nha Còn thi thể của Thịnh Thì người nhà lãnh đem về Thịnh bị mắc cá sống chết đi Gia đình làm tang lễ cho anh Theo phong tục Thái Lan Người chết 7 ngày thì đem thiêu Thịnh chết trẻ bất ngờ Khiến nhiều người thương tiếc Nhưng sáng hôm đó Ngay lúc cử hành lễ hỏa táng cho Thịnh Lại nghe tin có người bị cá giết núi làm chết nữa thực sự quá bất ngờ và còn bất ngờ hơn nữa khi người chết là ông thông ba của thịnh cũng bị cá giết núi mắc kẹt nơi cổ y như thế và do nuốt nhổ không xong vô phương hô hấp nên dẫn đến tử vong giống y chang kiểu chết của thịnh đây quả là chuyện cực kỳ lạ lùng trong ngày đó gây chấn động toàn huyện toàn tỉnh bởi vì hôm đó gần tối mới cứ hành lễ hỏa táng thân hữu đều đến dự ông thông ba của thịnh muốn chuẩn bị tiệc đại khách nên tờ mờ sáng đã ra mương bắt cá để tiện bắt cá tôm trước tiên phải tát bước nước trong mương đi lúc đó cá lớn cá nhỏ bị dồn ép chen nhau quẩy đạp không ngừng cứ dùng rọ mà chụp bắt nó ông vừa bắt cá vừa lớn tiếng kêu vợ cầm thúng ra đựng cá kể ra thì chậm nhưng lúc đó diễn tiến rất nhanh Ngay lúc ông Thông hả to miệng gọi vợ Thì bỗng có một con cá giết núi nhảy lên cao Không nghiêng không lệch Rơi đúng ngay vào biển ông Ông Thông bị nạn bất ngờ Hoảng kinh Vội vận dụng toàn lực khạc nhổ cá ra Và đưa tay móc nhưng con cá giết núi có sức sống mạnh mẽ dẻo dai đã chui thẳng vào yết hầu trụ tại đó không thèm đi tiếp nữa ông thông được người bồng lên bờ mương Lúc này hai mắt đã trợn trắng Trên đường đưa đến bệnh viện Thì ông tắt thở Đây thật là chuyện lạ có một không hai Nên được đồn vang khắp toàn thôn Toàn huyện Rồi toàn tỉnh Y viện trong một tuần ngắn ngủi Đã phải xử lý tình huống tử vong Của hai cha con ông thông Việc này phải nói là chấn động Và khó hiểu Vì vậy viện trưởng đến nhà tan quyến Chia buồn và cất công tìm hiểu vì sao cả hai cha con trong bảy ngày là bị cá sống hại chết té ra gia đình ông thông tổ tiên mấy đời đều cư ngụ ở đây hãy rảnh vụ mùa thì bắt cá nuôi cá làm nghề phụ nếp nhà nhờ đây mà giàu có ông thông bắt cá phơi khô đem bán nghĩa là khi bắt cá còn sống ông dùng que tre đâm từ miệng cá đến cổ họng nó Mỗi que đâm từ 5 đến 10 con Ông dùng lửa sấy Hoặc phơi nắng Mỗi sâu cá được treo nơi khung tre Chờ tiêu thụ Từ tổ phụ đến thịnh Là bốn đời Chuyên làm như vậy Dân làng thấy ông Thông dùng tre nhọn Đâm ý khẩu cá sống Khiến nó chảy rùa đau đớn Thủ đoạn tàn dẫn Thảm đến chẳng nở nhìn Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng được là cha con họ lại bị cá sống hại chết giống y nhau theo kiểu này. Nếu ngay đây mà đối chiếu cảnh, Người móc cá, cá móc người, Thì đây chính là diễn tiếng lạ lùng của báo ứng. Đúng như nhà Phật từng nói, Nhân quả báo ứng không hề xử oan người. Có thể nói, nhân quả xoay chuyển rất công bằng. Xin mọi người cảnh giác, Ngàn vạn lần chứa nên treo nhân ác. Hấp tinh quỷ. Trong các loài quỷ Phật kể, có loài hấp tinh quỷ. Vậy chúng hoạt động như thế nào? Khi nam nữ phóng túng tà dâm, ngoại tình, ngoại hôn, không phải vợ chồng hợp pháp mà ân ái dùng trộm, sống lan dạ, tà hạnh, thì sẽ có hấp tinh quỷ xuất hiện. Tôi có anh bạn mới đầu rất chống đối các trang website hay khiêu dâm cho đó là vô đạo đức, sa đọa Nhưng thời gian lâu dần, anh cho rằng dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao. Nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới dòm lui một hồi, triết rồi anh đâm ghiền. Bỗng một hôm anh tâm sự, các phim, truyện, đĩa xét có nội dung kích dâm gợi dục, không nên xem, phải nói là tuyệt đối không nên xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có hình quỷ hiện lên trong các cảnh quay các pha tình dục này thật kinh hãi quá Té ra hôm đó anh lên mạng xem xét Bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách Thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng quỷ Đang phục sẵn ở đó Nửa thân trên của quỷ lộ rõ Gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen Tóc dài bù xù Nhìn giống mặt người nhưng trông rất đáng sợ Con quỷ hiện ở phía sau này Đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu, nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm mê loạn, không còn chút tỉnh táo. Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng. kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa. Anh xúc động nói: hèn gì mà người xưa nói các dạng quan hệ không phải phu thê đều có quỷ lẫn quỷ ám, mà đúng là có quỷ trà trộn dạo ẩn trong đó kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh khí thần càng lúc càng nhiễm tà càng trở nên ngu đần mê muội một anh bạn khác của tôi tuy không ưa ra ngoài lăng nhăn nhưng rất khoái xem xét trên mạng hay trong băng đĩa thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm hình lõa thể hay xét nghệ thuật xem được một thời gian lâu anh kể rằng bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ ra mồ hôi lạnh. Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Thỉnh thoảng hãy theo thói quen, có nhớ đến xét, thì anh liền khống chế, không cho nghĩ tiếp nữa. Dần dần, trạng thái này ít đi, đến mức khi mở vi tính, anh chẳng còn muốn xem các mục set hay phim ảnh đồ trụy nữa, mà dội chuyển sang trang khác ngay một pháp hữu có thần thông đã khai mở thiên mục từng cảm thán nói với tôi tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách như thế phải hiểu là người có nhiều dâm tâm bất chánh sẽ chiêu dời tà quỷ tới mà những phim ảnh đội tụy thường chứa âm khí rất nặng khiến người ưa xem trào dân ham muốn rồi bắt chước làm theo dễ dàng tạo cơ hội cho loài quỷ hấp tinh tìm đến gá vào suối bảy thêm khiến họ không khống chế nổi mình cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô phi nhân cách loài quỷ này không phải ai chúng cũng có thể làm hại mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà đa dục mê dâm loạn lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới và đương nhiên chúng có quyền làm hại các băng đĩa phim ảnh xét bao gồm các trang web đồi truyện chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn, và đây chính là môi trường béo bở là lạc viên của quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng. Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát thì xem như hết cứu. Lúc đó, bạn cứ động đi đứng gì đều thấy khó khăn và sẽ nếm trải tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem xét, phóng túng tình dục, chiêu hậu quả rất đáng sợ. Thực tế bạn chẳng nên dây vào. Tầm qua khỏi liễu, bại thân nhà, do bởi mắt tai ưa dâm tà. Dương thấy mặc dù chưa xa lưới, chết rồi khó thoát tội hình tra kiếp người chưa tới trăm năm chớp mắt thân này đã mất trở nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ dạng kiếp cũng xin giải thích thêm là khi đoạn phim lẫn ánh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên đã phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng do hình lưu truyền trong nội bộ chi hội viên mới được xem nhưng đây là chuyện quái lạ hy hữu chưa từng thấy dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua nhưng đủ khiến người xem nổi ốc phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã chăm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ gây ầm náo và dậy sống đến nỗi cả vùng đông nam á cấm quảng bá hình này riêng tôi đã xem kỹ bức hình lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn qua trong thoáng chốc nhưng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức hướng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được gương mặt quỷ với phẩm chất quỷ ngoài sức tưởng tượng như thế. Quả chân Hiện thế báo của tài dâm Lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn. Người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến thời gian gần đây người đến tìm tôi trị bệnh rất đông quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết một phần ba là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm triệu chứng thế này đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ không thể khống chế niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh trì chú hay bái phật cũng bị khởi niệm xấu này vì vậy họ tìm đến tôi hỏi vì sao như thế nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy thì tôi xin nhắc nhở có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm tà ý nặng thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao khi một người khởi dâm tâm nặng tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh có đồng tư tưởng ô quế giống họ sẽ tụ hội bu quanh trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân súc vật chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới cao hơn nữa là loài dâm quỷ nghĩa là có đủ loài đủ hạng không giới hạn ác quỷ tà thần hay xuất sinh miễn là cùng có chung khí dâm ý dâm tưởng dâm chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc hành hạ nhau riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng thường diễn ly chính đạo bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện bồi đức chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng những trung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba thì bọn chúng khoảng hai ba tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm thậm chí dù có ở trước tượng phật cũng không kèm được tâm dâm tối tối thường mộng thấy hành lạc hoặc họ không tự giác đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh di tinh vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt, vân vân. Nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do, xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồ trụy vân vân từ trên nét hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu. Bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tài dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dụng khí, thể nguyện tu hành thanh khiết thực sự, thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm, chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quán sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thiểu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu, mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhờm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy đem tinh khí thần quý báo của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự quỷ hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tài dục, lan chạ Thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa Những người hiểu rõ điều này ác sẽ luôn cẩn thận Quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân Không bao giờ dám tự quý hoại, tiêu quan tinh lực Vì tổn hại này rất khó bù đắp Muốn bảo tồn sức khỏe chúng ta phải nương vào tinh khí thần Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt Quý mị cũng dễ dàng xâm hại ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa nam khoa nặng nề khó cứu chữa vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi những nghiệp tội đã tạo nguyện triệt để từ bỏ thói xấu được vậy mới có thể hồi phục chánh khí trăm tà chẳng xâm hại chuyện anh ca đây là câu chuyện có thật Xảy ra cho anh ca, bệnh nhân của tôi Anh Khôn Ngô Tuấn Tú khoảng 36 tuổi Làm việc tại ngân hàng Sinh hoạt giàu có, tiền bạc dư xài Rất được gia đình bằng hữu xem trọng Nhưng anh bị mất ngủ nặng Tôi quan sát thấy sau lưng anh Có một con yêu xà đang quấn chặt mình anh Khí xà dễ phát hiện Nó đang trộm hút tinh khí của anh Tôi nhìn bằng linh nhãn Nhưng không tiện nói ra với anh Đành âm thầm tìm hiểu việc này thực tế trong sinh hoạt người bị dâm xà gá thân tất nhiên do tư tưởng chứa đầy tình dục dâm uế hoặc có nhiều tà hạnh những người có ý nghĩ không thuần khiết thiện lương lòng đầy dục nhiễm thông thường nếu đạt đến mức độ nặng thì sẽ chiêu mời các động vật yêu tà còn gọi là vật thể âm tìm đến quấy nhiễu khiến thân họ phát đủ bệnh và loại bệnh này tuyệt không có bác sĩ bình thường nào có thể tìm ra Đa số các danh y chỉ có thể phán xếp loại bệnh này vào nhóm thần kinh như suy nhược thần kinh, trầm uất lo âu, tự kỷ, vân vân. Để tìm ra nguyên nhân căn bệnh, hai chúng tôi đã có cuộc đối thoại như sau. Tôi hỏi, có phải anh luôn khao khát muốn kết hôn? Đúng vậy, nhưng bao lần định tiến tới đều chẳng thành. Không phải đối tượng chẳng vừa ý tôi, mà là do bên nhà gái không chịu. Cũng có mấy lần được bên nữ đồng ý, nhưng sau đó không hiểu vì sao vô duyên vô cớ lại bị dở tan. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, anh luôn bị chứng mất ngủ, mà hãy ngủ là thường di tinh, có phải vậy không? Dân, tôi còn có một cảm giác rất lạ, dường như có cái gì đó đang ngăn cản tôi kết hôn, nhất là trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thường mơ thấy có một cô gái đến bên mình, gợi tình, kích dục. Thế là tôi không kềm chế được và bị di tinh. Hôm sau thức dậy thấy mệt mỏi vô cùng, Bây giờ anh đừng thèm để ý đến chuyện mộng tinh di tinh cùng nữ lang kia nữa Mà trước tiên cần tự kiểm lại mình đã sống tốt hay chưa Chỉ cần bác sĩ trị lành bệnh thì bảo gì tôi cũng nghe theo Tôi nói Bây giờ xin anh hãy trả lời trung thực Có phải anh từng gạt lừa tình cảm một cô gái Thời gian đại khái vào lúc anh ở trong quân ngủ Dạ quả có chuyện này Lúc tôi đi lính đóng ở Bành Hồ Làm trong ban truyền tin Do không bận rộn lắm nên hãy đến Chủ nhật thì tôi xem phim, dạo chơi Qua bạn bè giới thiệu tôi quen một cô gái Giao du thân thiết, thường hẹn hò cùng nhau Ngày nọ, máu nóng trào dân Dâm tâm khó kềm Tôi liền gạt cô ta, nói rằng Anh thực lòng yêu và rất muốn cưới em Sau đó thì chúng tôi cùng quan hệ xác thịt Xui xẻo là không bao lâu cô ta mang thai Nghe cô báo tin Tôi lặng đi một lúc vì bất ngờ Sau đó thì dục cô ta hãy mau đi phá thai bởi tôi chỉ nghĩ là mình chơi qua đường cho vui thôi Nhưng trước đêm tôi quay về Cô ta nói Nội trong ba tháng mà anh chẳng đến cưới em Thì em sẽ tự sát rồi tìm anh Đến nay thì chớp mắt đã 10 năm trôi qua Tôi cũng vì chuyện này mà lòng luôn thắt thởm không an Nhưng tôi chưa bao giờ thố lộ với người nhà Vì muốn giữ thể diện cho mình Trong lòng anh có phải luôn bị câu nói của cô ta ám ảnh Dù thường ngày dâm niệm hừng thịnh nhưng do ôm mối lo này nên đành miễn cưỡng khống chế dục vọng. Đúng vậy, hiện tại chỉ có ngài nhìn thấu tim gan tôi, xin hãy cứu tôi, tôi hiện rất thống khổ. Thật ra cô gái đó không có chết, tuy cổ có tự sát nhưng không thành công. Hiện nay cô đã lấy chồng rồi, nhưng nội tâm vẫn còn ôm niềm phẫn hận cực mạnh và không ngừng phóng quán khí tới anh. Tư tưởng này tuy vô hình, nhưng vẫn tạo ra lực đã kích mạnh và gây ảnh hưởng trầm trọng đến tâm linh anh. Thêm vào đó, anh lại hoàn toàn không có tâm hối cải, chẳng hề biết ăn năn sám hối, cho nên quán khí của cô luôn bao phủ lên anh không tan. Muốn trị lành bệnh rất đơn giản, anh không cần phải đến tận bệnh hồ để xin lỗi đâu, mà sau khi về nhà, trước tiên anh phải phát tâm sám hối, quỳ trước Phật thố lộ tất cả những lỗi mình đã làm, không được che giấu bất cứ điều gì, phải lột cái mặt nạ giả trá hư ngụy ra, nguyện từ đây làm một người tốt, sống thiện lành từ thể chất đến tinh thần. Còn nữa, anh phải phát nguyện dứt ác tu thiện, nghiêm trì giới luật, hành thiện, sống lành, tụng kinh địa tạng hồi hướng cho cô gái và vong thai đã bị phá. Còn nữa, phải in kinh sách giới dâm truyền bá để chuộc lỗi. Chỉ cần anh bệnh chí tu sửa, mình sẽ không thuốc mà lành. Phải biết loại yêu tà rất sợ người hành thiện sám hối. Nếu muốn đuổi trừ loại yêu xà này, thì anh cần có công phu, phải giữ giới hành thanh tịnh, ngôn hành băng tuyết, dứt tuyệt mọi xấu ác, phải thường tụng kinh hồi hướng cho kẻ bị anh xâm hại. Quả thật quán khí 10 năm nay của cô ta rất nguy hại, không nên xem thường. Đó là anh chỉ mới hại một cô thôi, chứ nếu anh hại nhiều người, ác báo sẽ kinh khủng hơn. Tùy theo phúc đức thọ mệnh của anh nhiều ít mà trả báo mau hay chậm. Do vậy mà có kẻ hại nhiều người nhưng vẫn chưa thấy trả báo ngay, còn anh đang yên đang lành khi không gieo tội khiến phước tổn nghiệp dày bây giờ hãy lo sửa đổi đổi mới nghiêm túc hoàn thiện mình dân sau khi về nhà tôi nhất định sẽ làm theo lời ngài dạy do anh nuôi dâm tâm rất nặng thường nghĩ tưởng bậy bạ nên từ rầy phải dứt tuyệt niệm xấu không được xem các sách truyện phim ảnh xét hoặc các thứ có nội dung đồi trụy nữa anh làm nổi không nghe tôi nói thế mặt và tay anh đỏ lên anh lộ vẻ kinh sợ ấp úng nói chà ngay cả việc này mà ngài cũng biết hơn quả thực tôi thường đóng cửa phòng xem phim đen nhất định tôi sẽ sửa tôi tặng cho anh mấy cuốn sách báo ứng hiện đời và sách tu sửa thân tâm sau khi anh về nhà quả nhiên có sám hối tu tỉnh như lời đã hứa mới đầu bị tà yêu phản kháng dữ cơ hồ khiến anh mất tính tâm Tôi phải hướng dẫn và không ngừng theo dõi hỗ trợ. Cuối cùng, đạo tâm anh ổn định, tạ yêu cũng chịu rời đi. Quán khí che phủ trên thân anh đã mỏng dần, không bao lâu nữa sẽ đạt kết quả tốt. Toa thuốc tôi ra không có gì thần kỳ, chỉ cần người phạm lỗi biết nhận tội, xuyên sám hối, phát nguyện tu hành, thì tự nhiên nghiệp tiêu đạo tăng, bệnh tan trí sáng, có thể an nhiên mà ngủ. Vậy anh ca phạm tội thế nào mà 10 năm nay mang bệnh khổ, tinh thần suy sụp. Xin giải thích, phá trên tiết người là bất nghĩa, bội ước dông tình là thất tính, tuyệt tình tuyệt nghĩa là bất nhân, dâm tâm hừng thịnh không biết hối cải là vô sĩ. Thêm một điều nữa là, anh bị quán khí nữ nhân lúc nào cũng công kích trong vô hình, làm anh tinh thần bất an không thể ngủ. Do lỗi bất nghĩa, bất tính, bất nhân, tà tâm túng dục vô sĩ không biết hối cải nên đã chiêu cảm thêm loài yêu xài dâm uế nặng tìm tới gá thân để hút tinh khí khiến anh thân tâm đều bị tổn thương báo ứng này gọi là hiện thế báo xin khuyên thế nhân ngay cả ý dâm cũng không được nghĩ phải luôn giữ chánh niệm nhìn thân khẩu ý thanh khiết tuyệt đối không được khởi tạ tư phóng túng dâm loạn đa tình báo ứng của anh ca chính là tấm gương nhắc mọi người cảnh giác cổ nhân đã mô tả tà tâm như sau hãy thấy mỹ nữ bất kể là họ có gia đình hay chưa thì lòng liền khởi tâm dâm Chí hận gia nhân chẳng thuộc về mình đây là ma tâm ma tâm vốn thiên biến dạng quá nhất là người thời nay tuy đã kết hôn rồi mà vẫn ưa lạm dục sống phóng túng có lắm bạn tình thích ngoại tình sống thử quan hệ lung tung cảnh yêu lệch lạc như thế này chỗ nào cũng có tâm đa dục còn nhập thêm phong khí bất lương cuối cùng khiến người xa lầy trong tình dục chẳng chút kiên dè do tật xấu không sửa đổi nên âm thầm tự chiêu ác báo mà không hay nếu muốn giáo dưỡng con cái tốt có được gia đình hạnh phúc thì mỗi người cần tu bồi nhân cách Chữ tư tưởng đoan chính hằng tỉnh giấc tự khắc chế mình ngoại tình túng dục khiến hai bên đều tổn hại gia đình đổ nát chưa kể còn bị tiêu hao phúc lộc quyền xin hãy cẩn thận Bác sĩ Hoàng Tâm sự của Thiên Thần Trong các kinh điển Đại Thừa Phật thường nhắc nhở vào các ngày mùng 1, mùng 8, 14, 15 24, 28, 29, 30 Nhân gian nên ăn chay tu trì Để tăng thêm phúc huệ Vì những ngày này có Thiên Thần đi thị sát Đại khái là ngày mùng 1, 15 Thì Tứ Thiên Dương đi tuần Ngày 14, 28 Thì Thái Tử đi tuần còn các ngày kia thì thiên tướng đi tuần Nếu nhân gian giữ thập thiện Ăn chay vào những ngày thiên thần thị sát này Thì sẽ chiêu cảm mưa thuận gió hòa Tăng nhiều phúc báo Dù chúng ta không biết nhiều về các thiên thần tuần sát này Nhưng quả thật có rất nhiều thần Mỗi vị giữ một chức Đảm trách nhiệm vụ riêng Ai lo việc nấy Những người ở thế gian tâm cực kỳ thanh tịnh Cũng có thể giao lưu cùng họ sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật ông giữ giới nghiêm minh đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần mỗi câu kể đều là lời chân thật bất trọng ngữ mong người hữu duyên xem xong có thể bỏ xấu huân tốt nỗ lực điều tâm trọng tuyên dương để cảnh tỉnh người thì công đức vô lượng hôm qua là ngày vía bồ tát đại thế chí tối đến tôi tĩnh tọa như thường lệ thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình bảo Tôi là thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu Có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau cùng uống rượu vui đùa Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh nanh trắng cưỡi gáy kẹp cổ Nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác gì cả Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẻo đẻo theo sau một cô vừa mới quen trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí tôi thấy anh này hết sức ngu vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển dẫn dắt anh xa vào đọa lạc ngay lúc bọn họ đồng sàng ân ái thì đám quỷ con quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên nhìn họ thèm thuồng chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân nhưng nam nhân kia không hề hay biết vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê tôi nhìn thấy các nam nhân này tinh khí không ngừng lưu thất thân càng lúc càng suy nhưng họ vẫn không chút hối cải cuối cùng thành ra bị chết trong tài dâm ái dục thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo so. ông cúi đầu thở dài lộ vẻ rất xót xa tôi hỏi chúng quỷ ngông cuồng như thế vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ ông nói chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi. Còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà, thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, dãy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ. Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn quyền bác, chỉ tin khoa học chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả dâm tâm tà dục quá lớn chẳng chịu nghe lời ai khuyên xem như tự đâm đầu vào chỗ chết bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu dời loài quỷ hấp tinh tìm đến phục sẵn phía sau đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoang thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết thần khí làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt chán đầu thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ khiến quỷ cháu quỷ con được chiêu đẩy no nê sáng ra khi họ tỉnh dậy cảm thấy mình rất yếu sức bèn đi về nhà nghỉ ngơi nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nhói đau một khi hai mắt vừa nhắm lại nếu phúc lộc đương sự đã cạn hết thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo y học chẩn đoán thì họ bị đau tim và đột tử bất ngờ. Minh Nhãn Lời người dịch Dịch mấy câu chuyện trên sông tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra, chỉ mong có thể góp phần cảnh báo nhắc nhở bạn nên sống thanh khí. Loại hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng. Bạn có quyền tin hoặc không nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất có ích cho mình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.